Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể vận động viên thân mến, tiếp tục thực hiện cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Chào mừng 41 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, kỷ niệm 130 năm ngày quốc tế lao động. Chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Hôm nay, Trung tâm Thể dục Thể thao quận Phú Nhuận tổ chức khai mạc giải bóng rổ 3.3 quận Phú Nhuận mở rộng tranh cúp Blisport năm 2016. Đó là lý do của buổi lễ hôm nay. Về tham dự buổi lễ hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng đón tiếp và giới thiệu ông Đặng Hà Việt, tổng thư ký Liên đoàn bóng rổ Việt Nam; bà Đỗ Thị Nguyệt Nga, trưởng bộ môn bóng rổ thành phố Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Quốc Phúc, giám đốc Trung tâm Thể dục Thể thao quận Phú Nhuận; ông Nguyễn Hiền Quân, đại diện cho đơn vị sông Hải Yến; ông Lý Tống Sấm, đại diện cho bóng rổ Nguyễn Huy Sài Gòn; bà Nguyễn Hải Yến, đại diện cho đơn vị Free Sport; ông Phan Minh Thông, đại diện cho đơn vị Hoa Sơn Thủ Lầu; ông Tống Nguyệt Phong, đại diện cho bóng rổ Công Chuyên Hà Nội. Ngoài ra, ban tổ chức cũng được đón tiếp các cơ quan báo đài truyền hình đến đưa tin, có sự hiện diện của 4 quân đội bóng nam và 9 đội bóng nữ có mặt trong buổi lễ khai mạc hôm nay. Một lần nữa xin nhiệt liệt hoan nghênh. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng kính mời vận động viên Ngô Thị Phương Trang, huyện đơn vị Quashing lên tiên vệ. Xin cảm ơn Phương Trang. Tiếp theo xin trân trọng kính mời trọng tài Nguyễn Ánh Hải Đăng lên tiên thệ. Kính thưa quý vị đại biểu và toàn thể các bạn vận động viên, tôi tên Nguyễn Ánh Hải Đăng, tôi xin đại diện cho ban trọng tài Leesport 33 Cup, xin hứa sẽ điều hành giải theo đúng luật quốc tế hiện hành và công bằng, vô tư, văn minh. Xin hứa. Xin cảm ơn ông Hải Đăng. Và tiếp theo chương trình, chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Quốc Phúc, giám đốc Trung tâm Thể dục Thể thao quận Phú Nhuận lên phát biểu và tuyên bố khai mạc giải. Kính thưa ông Đặng Hà Việt, tổng thư ký Liên đoàn bóng rổ Việt Nam; kính thưa bà Đỗ Thị Nga, tổng thư ký Liên đoàn bóng rổ Thành phố Hồ Chí Minh; kính thưa tất cả quý vị đại biểu cùng ban huấn luyện và các vận động viên thân mến, lời đầu tiên cho tôi cũng thay mặt Trung tâm Thể thao quận Phú Nhuận gửi lời chào mừng và lời chúc sức khỏe đến tất cả các vận động viên và quý vị đại biểu trong buổi sáng ngày hôm nay. Có thể nói là trong không khí sáng nay thật là vui nhộn và Phú Nhuận cũng rất là vinh dự được đón tiếp 40 đội bóng nam và 9 đội bóng nữ về tham dự giải bóng rổ 3.3 của Phú Nhuận mở rộng Cup Leesport năm 2016. Lời đầu tiên thì tôi cũng chúc tất cả các đồng viên chúng ta mạnh khỏe và thi đấu đạt được nhiều thành tích cho đội bóng của mình. Chúc giải thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn ông Nguyễn Quốc Phúc. Để động viên và khích lệ tinh thần thi đấu của các đội tham dự giải, ban tổ chức xin kính mời quý vị đại biểu đến bắt tay và cùng chụp hình lưu niệm với các đội tham dự giải hôm nay. Xin mời ông Đặng Hà Việt, xin mời bà Đỗ Thị Tuyết Nga, xin mời ông Nguyễn Quốc Phúc, xin mời ông Nguyễn Hiền Quân, xin mời ông Lý Tống Sấm, xin mời bà Nguyễn Hải Yến, xin mời ông Phan Minh Tông và ông Tống Việt Phong.
Phần giúp bài lưu nghiệm vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình lễ khai mạc. Xin kính mời quý vị đại biểu, khách mời cùng toàn thể khán giả dự khán trận thi đấu khai mạc